Xin chào các bạn. Long đã quay trở lại với lịch kinh ẩm thực lớp cuisine của chúng ta. Trong vài tuần vừa qua thì Long khá là bận rộn khi mà phải lên trên núi xa để mà tâm sư học đạo và tiếp tục bổ sung vào trong kiến thức của mình những món ăn mà đa dạng hơn. Và ngày hôm nay Long sẽ tiếp tục chia sẻ những món ăn mà Long nghĩ là sẽ phù hợp với lại gia đình của mình. Nó mang lại rất là nhiều cái dưỡng chất dinh dưỡng và đặc biệt là đáp ứng được 3 tiêu chí của chương trình, đó chính là nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và bồi bổ sức khỏe. Món ăn ngày hôm nay có tên là súp đuôi bò nấu với lại đông trùng hạ thảo. Và để thực hiện món ăn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần những nguyên liệu chính như sau. Đầu tiên là gồm có đuôi bò, một ít thịt heo, kỹ tử, táo tàu, đẳng sâm, hoài sơn, cùng với lại nấm tuyết, đông trùng hạ thảo tươi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay để thực hiện những bước sơ chế đầu tiên. Ở đây thì Long đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi rồi nè. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cho xương đuôi bò này vào trần ở trong nước khoảng 2-3 phút để nó loại bỏ hoàn toàn đi những cái mùi hôi của phần xương bò. Sau 2-3 phút á, cái phần xương bò của chúng ta nó cũng đã bắt đầu săn lại, nó săn lại được cái phần thịt nè, cũng như là cái phần da bên ngoài. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ gấp ra. Các bạn sẽ gấp ra và chúng ta sẽ đem đi rửa sạch ở dưới vòi nước. Sau đó thì mình lại tiếp tục cho vào nồi để mà nấu. Cái phần nước dơ này thì chúng ta sẽ loại bỏ đi. Và lúc này chúng ta đã có được cái phần đuôi xương bò đã được rửa sạch rồi các bạn. Bây giờ là ông sẽ cho vào trong một cái nồi nước mà để chúng ta nấu súp. Cái phần đuôi xương bò tương đối là nó cần thời gian để mà chúng ta nấu cho nó mềm. Vì vậy là mình sẽ để nấu trong lửa riu, sôi nhẹ thôi, để tránh cái trường hợp là nó sẽ bị đục nước. Và nếu như mà trong cái quá trình nấu mà các bạn thấy là cái phần bọt dơ nó nổi lên trên đó, thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ vớt đều để cho nó giữ được cái phần nước của chúng ta được trong. Trong cái thời gian á mà chúng ta chờ đợi cho cái phần xương bò này nó chín thì mình sẽ chuẩn bị sơ chế những cái phần tiếp theo. Ở đây thì đối với là cái phần nấm tuyết nè các bạn. Nấm tuyết chúng ta sử dụng nấm tuyết khô thì mình sẽ ngâm qua nước trước. Các bạn chỉ cần ngâm một chút xíu thôi là cái phần nấm tuyết này nó sẽ nở bung ra. Và sau đó mình sẽ lấy ra để mà mình cắt nhỏ. Đối với là cái phần thịt heo thì các bạn có thể cắt ra những lát mỏng vừa ăn. Chúng ta sẽ tiếp tục sơ chế những phần nguyên liệu còn lại. Đối với là cái phần đẳng sâm á, thì chúng ta sử dụng cái phần đẳng sâm khô. Các bạn có thể mua được các nhà thuốc đông y. Sau đó thì mình về mình ngâm sơ qua với lại nước trong khoảng chừng 2 phút thôi, để nó loại bỏ đi hết hoàn toàn những cái phần bụi cát còn dư. Nó ra làm đôi. Hành ngò thì các bạn cắt nhuyễn ra thôi. Khi mà mình chạm vào là mình đã cảm giác được là cái phần nấm tuyết của chúng ta nó đã mềm ra. Thì mình dắt đi cái phần nước bớt lại. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái nguyên liệu cuối cùng mà cần phải sơ chế, đó chính là nấm đông trùng hạ thảo tươi. Nấm thì các bạn cứ việc lấy nó ra khỏi hũ thôi. Và trước khi mà chúng ta chế biến để sử dụng á, thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần bên dưới. Đối với lại phần nấm thì các bạn nhớ là mình sẽ phải rửa nó sạch nó lại. Lúc này nè, cái phần thịt và cái phần da nó cũng đã bắt đầu mềm luôn rồi. Thì chúng ta sẽ lần lượt cho những cái phần nguyên liệu còn lại vào. Đây, Long cho cái phần thịt heo vô trước nè. Kế đến thì mình cho đẳng sâm, táo tàu. Ngoài sơn thì chúng ta cho ít thôi các bạn, không có cần nhiều. Và mình sẽ tiếp tục nấu thêm một chút xíu nữa. Khi những cái phần này đã mềm rồi thì cuối cùng chúng ta sẽ cho cái phần kỹ tử nè, cùng với lại nấm. Bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây một ít là nước cốt gà các bạn. Long thì là không có sử dụng bột ngọt cho nên là sẽ dằn nhẹ một chút xíu đường. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ hết tất cả những cái phần còn lại, gồm có là kỹ tử nè, chung với lại nấm tuyết và nấm đông trùng hạ thảo. Rất là hấp dẫn các bạn. Rất là nhiều màu sắc, có màu đỏ nè, màu trắng, cùng với là cái màu rất là đẹp, màu rất là tự nhiên của cái phần nấm đông trùng hạ thảo.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nấu trong khoảng vài phút nữa thôi. Và cuối cùng mình sẽ nêm nếm gia vị lại. Nếu mà đã vừa ăn rồi thì mình sẽ đập cái phần trứng và khuấy đều để cho nó tạo nên một cái lớp mây ở bên trên, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Và sau khi cái phần súp của chúng ta nó đã đạt rồi, chúng ta sẽ cho một cái lượng dầu vừa phải thôi. Sau khi chảo nóng rồi thì mình sẽ lần lượt cho tỏi vào cùng với là hành tím và một ít đậu hành. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều, nó thơm, nó dậy mùi lên và nó chỉ vừa vàng tới thôi, vừa bắt mắt mà đặc biệt lại tăng thêm cái mùi hương cho cái món ăn của chúng ta. Lúc này là cái phần hành tỏi nào bắt đầu nó đã dậy được cái mùi thơm rồi. Và lúc này các bạn thấy là cái phần hành tỏi nè, mùi rất là thơm và đặc biệt là nó cũng vừa vàng tới. Lúc này chúng ta chỉ việc nhắc nó ra khỏi bếp và cho vào trong cái chén thì một lát nữa chúng ta có thể sử dụng. Lúc này là cái phần nước của chúng ta, các bạn thấy là nó ra được cái màu vàng rất là đẹp của cái phần nấm đông trùng hạ thảo tươi, là cái màu nè. Gia vị đã nêm nếm đầy đủ, trứng gà đã được đánh đều ra và sẽ đổ vào đây và quay đều lên. Tỏi, hành tím lúc nãy mà mình phi á, lên một lớp trên mặt nhẹ. Lúc này bên trên cái phần súp của chúng ta nó có một cái lớp váng, vừa là một cái lớp váng mỡ đẹp mà lại vừa rất là thơm. Sau cùng thì chúng ta sẽ cho luôn cái phần hành với là ngò. Và lúc này các bạn có thể thấy là Long đã hoàn thành xong một cái tô súp cực kỳ hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng. Trước khi mà chúng ta ăn á, các bạn chỉ cần cho thêm một chút xíu tiêu vào thôi để cho nó dậy lên được cái mùi thơm của tiêu và cũng như là kích thích được cái vị giác của mình. Đối với lại cái món súp á, thì thường là chúng ta hay đánh một chút xíu bột năng, nhưng đối với lại cái súp này, đuôi bò, trong cái đuôi bò nó có cái lượng gelatin rất là nhiều, khi mà chúng ta nấu á, nó sẽ ra và nó làm cho cái phần súp của chúng ta hơi sống sánh lại. Vì vậy mình sẽ không cần phải nêm vào cái phần bột năng vào. Đầu tiên thì Long sẽ thử cái phần nước trước. Cái mùi rất là thơm. Cái vị súp là cái vị súp này nó hoàn toàn như là một cái vị canh, mà khi mà các bạn nấu những cái phần canh như mình nấu canh đu bò hầm với lại đu đủ cũng được, canh đu bò chúng ta hầm với lại cái đậu phộng cũng được. Cái độ ngọt nhẹ rất là thanh. Và lưu ý một điều là đối với lại các món súp thì chúng ta sẽ không nêm quá đậm, mà để mà ăn nó vừa phải thôi. Thì các bạn không nên nêm nhiều muối hoặc là các gia vị vào. Đu bò khi mà chúng ta hầm tới nó sẽ mềm, mình dễ dàng lấy được cái phần thịt ra. Cái phần gân vừa hầm vừa tới, cho nên là khi mà ăn chúng ta vẫn cảm nhận được cái đòn giòn nhẹ. Và đặc biệt là đối với là cái phần thịt ở bên trong nè các bạn, nó mềm mại các bạn, nhưng mà nó lại không bị quá nát. Tôi nghĩ đây chắc chắn sẽ là một trong những món ăn mà cực kỳ dinh dưỡng và bổ dưỡng dành cho các bạn mà giống như là đang muốn bồi bổ cho cơ thể của mình. Tuy là giá thành nó có hơi cao một chút xíu, nhưng nếu mà khi mà chúng ta so ra để mà đi ra ngoài ăn một chén súp á, thì với một cái chén súp mà đầy đủ dinh dưỡng như thế này thì có thể là chỉ với một chén súp nhỏ này thôi các bạn đã phải trả ra tới 100.000 rồi. Còn đây thì Long đã nấu hết toàn bộ cái này chỉ trong khoảng 200.000 thôi, là chúng ta đã có được một cái tô canh mà có thể sử dụng dành được cho cả 2 và 3 người. Quan trọng hơn vẫn đáp ứng được 3 tiêu chí của chương trình, đó chính là nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và bồi bổ cho sức khỏe. Vẫn như là mọi khi, nếu như các bạn yêu thích món ăn này thì đừng quên bấm subscribe để theo dõi kênh của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.